Em thích không? Dạ thích. Tại sao mày dám ngoại tình như vậy? Con coi đi, con còn đứng chơi chơi đó làm gì nữa? Con qua giải quyết thằng chồng con đi. Đi về đi, em tha thứ cho anh lần này đó. Anh nói thiệt đi, anh nhất thời cảm nắng của tao thôi đúng không? Cô mới là nhất thời của tôi đó. Cô nhìn đi, đây mới là tình yêu đích thực của tôi nè. Cô hiểu chưa? Anh đang nói cái gì vậy? Con còn hỏi cái gì nữa? Cái thằng đàn ông mà trước mặt mình á, nó trả lời như vậy rồi, đừng ly hôn. Giết. Con ký liền giải thoát cho nó, chia tài sản ra để cho nó đi với cái tình yêu đích thực của nó đi. Má, má nói cái gì vậy? Má là má chồng của tụi con, má thấy tụi con về má phải khuyên ngăn chứ. Tại sao? Mà cái tờ đơn ly hôn này ở đâu má có sẵn vậy? À, tôi hiểu rồi. Thì ra má với anh ép tôi ly hôn chứ gì? Tôi xé. Cô làm gì đó? Mấy người muốn ép tôi ký thì tôi càng không ký. Tôi đâu có dễ dàng để một con tiểu tam chen chân vô cướp hết tất cả mọi thứ của tôi được. Anh Tú, từ trước tới giờ em ở với anh, em luôn sống hết mình vì gia đình. Vậy mà tại sao anh với má lại đối xử với em như vậy? Mấy người hôm nay ác hả? Không có gì đâu ác. Ngu thì chịu thôi cưng. Cô im đi. Bây giờ em cho anh một cơ hội cuối, cho anh quay đầu. Mong anh nghĩ lại tình cảm vợ chồng của mình biết bao nhiêu năm nay. Em về nhà em đợi anh. Cho anh cơ hội kìa. Dẹp hết đi, không ăn uống gì hết đó. Cả tuần nay rồi, nó có về đâu. Tại sao cô cố chấp quá vậy? Cũng tại cái bản mặt của cô đó mà nó không có về nhà này nè. Tội nghiệp con của tôi quá mà. Vậy chứ bây giờ má với anh muốn con phải làm sao? Muốn con ly hôn với nó đó. Cô không tin thì cô gọi điện đi, gọi liền. Cô nói cô ly hôn đi, nó sẽ về. Anh nói đi, bây giờ phải làm sao thì anh mới chịu về? Anh về đi, tôi ký đơn ly hôn cho anh. Tôi cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Ok, vậy có phải nhanh gọn lẹ không? Tiền nửa căn nhà đó. Ra tòa thì cũng chia đôi tài sản thôi. Tôi đưa trước cho cô lấy đi cho lẹ. Cầm đi, rồi biến khuất mắt tôi. Có đơn rồi, bây giờ con lên phường nộp nha. Để mất công cô đổi ý nữa. Mày đi ra. Mấy người không được đánh con tôi. Nói cho mày biết nha, bây giờ cái nhà này là của tao, xe cộ trong này cũng là của tao. Mày nợ tao có cả chục tỷ rồi đó. Con tôi nó làm ăn thua lỗ, nó mới thiếu nợ. Chứ đâu phải giật nợ giật nần của mấy người đâu. Đâu có lừa đảo đâu mà mấy người đánh nó như vậy hả? Má, con kêu má về quê sống mà. Cái này là để cho má dưỡng già mà. Má, đây nè, giấy tờ nhà đất đó. Tôi giao giấy tờ nhà đất cho mấy người đó. Không có được đụng tới con tôi nữa. Tôi nói cho bà biết nha, cái này chưa đủ đâu, nó còn thiếu của tôi rất là nhiều tiền. Giờ sao? Ai trả hả? Ai trả đây? Tôi trả. Nè, không có được lấy. Cậu không còn là vợ tôi nữa. Mày đưa đây. Mày không có quyền lấy như mày. Vậy coi như là xong ha. Mày chơi thoải mái nha. Cô không cần phải thương hại tôi đâu. Mình đi má. Anh, em biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh đừng có giấu em, đừng gánh chịu một mình nữa. Tội nghiệp con dâu của tôi, con đâu có đáng bị vào cái cảnh này. Má xin lỗi con nhiều lắm. Nhưng mà thằng Tú nó làm ăn thất bại, nó phá sản rồi. Vài ngày nữa người ta tới đây, người ta lấy nhà, người ta xiết hết tiền tài của cải. Má nghĩ chỉ có cách này thì con mới chịu cầm một số tiền rời đi. Má mong là cuộc đời của con sau này sẽ hạnh phúc,
sẽ vui vẻ hơn khi mà con sống với con trai của má. Má xin lỗi con Nguyên ơi. Má xin lỗi con. Tại sao vậy? Tại sao anh lừa em? Sao anh nói dối em? Tụi mình là vợ chồng với nhau mà, không phải là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hết anh. Anh làm như vậy là để em hạnh phúc. Em còn trẻ, em còn có thể kiếm được người chồng khác tốt hơn để lo cho em. Hạnh phúc? Anh nghĩ em cầm số tiền đó của anh là em hạnh phúc, em vui vẻ hả? Chẳng lẽ lúc anh giàu thì em mới ở với anh, còn khi anh nghèo thì em phải bỏ anh đi hả? Anh sợ là anh không thể lo được cho em. Em hiểu không? Anh, nếu như mà anh sợ anh không lo được cho em thì kể từ bây giờ em sẽ ăn bằng tiền của anh, em sống bằng tiền của anh. Như vậy là anh đã lo cho em rồi đó. Đây, ăn cơm đi anh. Em nấu cơm bằng tiền của anh đó. Ừ, má cũng có đóng tiền trọ bằng tiền của con đó. Thôi, hai người cứ cà khịa con hoài. Em cảm ơn má. Cảm ơn em. Có hai người ở bên cạnh cho dù đi làm cực khổ cỡ nào con cũng chịu được. Cũng chịu được. Vậy mà có người sơ hở là đòi ly hôn với tôi. Thôi, ăn cơm đi tụi con. Dạ. Ăn cơm đi má. Cái gì? Người yêu cũ. Thì người yêu cũ. Ngày xưa tụi con quen nhau thì giờ thân thiết nhau là chuyện thường thôi mà. Ủa? Chuyện này là sao? Đây là vợ sắp cưới của cậu. Mà bây giờ cậu còn xà nẻo với người yêu cũ. Thôi em rời cái đùi anh xíu đi, để nói chuyện với bác cái. Bác à, em à, thực ra là nó không có giống như hai người nghĩ đâu. Tại vì con là con xem Ngọc giống như là em út trong nhà của con vậy đó. Nên bình thường à. Bình thường cái gì mà bình thường? Hai người ngồi với nhau vậy mà anh nói bình thường. Chuyện tôi thấy trước mắt vậy mà anh còn giải thích gì nữa. Con à. Con. Em. Anh yêu em thiệt lòng mà. Cái chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi nói cho cậu biết nha. Gần đám cưới mà còn như vậy, mai mốt còn tới đâu nữa. Ủa gì vậy mọi người? Thôi coi như con xin lỗi bác, xin lỗi anh. Con đi về là được chứ gì. Nè Ngọc. Cái cô kia. Đó bác thấy không? Con đã nói là cái chuyện nó không phải là giống như bác nghĩ đâu. Trời ơi, bác cứ nghĩ là trước mắt mình thấy cái gì cái đó là sự thật. Nhưng mà sự thật nó đâu phải là cái trước mắt mà bác đã thấy đâu. Nhiều khi cái sự thật nó là cái đằng sau á. Mà nhiều khi cái đằng sau là... Thôi đủ rồi. Nói tóm lại là không có cái đám cưới nào hết. Bác ơi. Bác. Ủa là sao ta? Tôi nói sai cái gì vậy trời? Ôi chà. Quá trời ngực rồi. Má vợ. Trời đất ơi. Tối đây làm chi nữa vậy? Con xin lỗi. Nhưng mà con có những lời cuối cùng muốn nói với em Quyên. Khi mà đỉnh núi không còn gốc cành nữa, khi nước ngừng chảy từ lưa, khi thời gian ngừng trôi ngày bất phân, vàng vật sinh sôi, quên sẽ không bao giờ buông tay mùi đó. Hình ảnh, chóng mặt quá. Dạ khoan má, cho con làm hết thủ tục đi má. Quyên à, cho anh xin lỗi nha, quay lại với anh nha. Nè, nè nha, cậu tránh xa con gái tôi ra, đừng có mượn cớ nắm tay nắm chân sắp sắp lại với con gái tôi nha. Má, chuyện chỉ là hiểu lầm thôi má. Ảnh giải thích với con hết rồi, con tin ảnh. Bây giờ á, má cho tụi con tổ chức đám cưới y như cũ nha má. Má vợ, tin tưởng con đi mà, giao em Quyên cho con đi. Cậu nói làm sao? Giao con Quyên cho cậu hả? Cậu đừng có tưởng là cậu làm ba cái trò như mấy đứa trẻ trâu vậy đó. Rồi tôi dễ dàng tôi tin cậu nha. Không có đâu. Má, má nghĩ thoáng lên xíu đi, má đừng cổ hủ vậy nữa. Con đó, con đó. Mê chồng quá rồi. Cho nên má nói câu nào là cãi câu đó hà. Trứng mà đời khôn hơn vịt hả? Cậu nói gì sao? Cậu thương con gái tôi chân thật hả? Vậy cậu chứng minh đi. Được, con sẽ làm tất cả những gì mà má vợ muốn. Tại vì con là cây ngay, không sợ chết, đứng. Ừ, để rồi coi. Gì dạ? Ngon quá.
Anh muốn ăn hả? Không không không. Anh muốn nói này, nhưng mà nói em đừng giận anh nha. Nãy em bé Ngọc nó mới nhắn cho anh, rủ anh đi nhậu, làm tiệc chia tay độc thân như cho anh đó. Mà thôi, chứ anh không đi đâu, anh ở nhà với em. Không được, phải đi. Nhắn tin đồng ý với nó đi. Nhậu tiếp anh ơi. Uống quá, uống xỉn nè, hết thấy được. Con gái ngủ dữ vậy trời, không hết nổi rồi. Tiệc độc thân mà, sao mà xìu dữ vậy trời. Đúng ha. Tôi trải qua biết nhiêu bài test luôn á, mẹ vợ mới chịu cho tụi anh đám cưới. Thôi, vô. Vô. Em mừng cho anh nha. Ê, trời, cái gì vậy? Thôi đừng có xin lỗi, thôi đi. Đi ra chỗ khác giùm cái đi, đừng có đụng vô. Mày điên hả? Đi giùm một cái đi. Ghê quá. Xui xẻo gì đâu á. Thằng quỷ kêu mày mai mốt mà hằng đừng có nhậu nữa nha. Nhậu lầy quá nha. Bây giờ mình tính tiền đi về đi, cho em về thay đồ. Thôi, ước chút xíu rồi nhầm nhò gì. Vô, không xe không về. Ok, không xe không về, vô. Cái bia này sau nay nó có cái vị lạ quá ta. Trời ơi, đàn ơi, gì mới uống xíu gục rồi. Anh Hưng ơi. Hello chị Quyên. Chị Quyên biết em đang ở đâu không? Em đang ở với chồng chị đó. Đám cưới thì đám cưới, còn ngoại tình thì ngoại tình, đúng không chị? Tội nghiệp chị Quyên quá à. Cái con kìa. Chánh đọc anh. Cô lớn gan quá rồi. Tôi nhìn người không có sai mà. Tớ lẹ quá ta. Thôi thì tớ đủ rồi á, thì mọi người cũng thấy rồi đó. Anh Hưng yêu cái mình con à. Cô nằm mơ. Mơ hay tỉnh gì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết anh Hưng đang ở đây với tôi. Cô. Tôi ở đây là để vạch trần qua mặt thật của cô đó. Sao anh không sai? Nói cho cô biết, tôi chỉ thuộc về một mình vợ tôi thôi. Không nhờ kế hoạch của má vợ tôi, không biết khi nào cũng mới chịu lộ bản mặt của mình. Nhậu tiếp anh ơi. Uống quá, uống xỉn nè. Hết thấy được. Con gái ngủ dữ vậy trời, không hết nổi rồi. Tiệc độc thân mà, sao mà xìu dữ vậy trời. Đúng ha. Anh phải trải qua biết nhiêu bài test luôn á, mẹ vợ mới chịu cho tụi anh đám cưới. Thôi, vô. 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 Em mừng cho anh nha. Ê, cái gì vậy? Thôi đừng có xin lỗi, thôi đi. Đi ra chỗ khác giùm cái đi, đừng có đụng vô. Mày điên hả? Đi giùm một cái đi. Đâu á. Thằng quỷ kêu mày mai mốt mà hằng đừng có nhậu nữa nha. Nhậu lầy quá nha. Thôi bây giờ mình tính tiền đi về đi, cho em về thay đồ. Thôi, ước chút xíu rồi nhầm nhò gì. Vô, không xe không về. Ok, không xe không về, vô. Cái bia này sau nay nó có cái vị lạ quá ta. Trời ơi, đàn ơi, gì mới uống xíu gục rồi. Anh Hưng ơi. Má tôi biết thế nào cô cũng dở trò, cho nên là má con tôi theo dõi cô. Cô đừng có nghĩ cô rủ chồng tôi đi uống bia rồi cô bỏ thuốc vô ly bia cô làm mấy cái chuyện này. Đâu có đơn giản mà có người ngã vô người cô. Anh say rồi bây giờ anh tỉnh queo. Đâu có. Chỉ có một lý do thôi, là anh không có uống cái ly bia đó. Mấy người cái gì nữa? Cô còn chịu mau biến đi, tránh xa gia đình tôi ra. Tôi nói cho cô biết, tôi và cô từ nay không có bạn bè anh em gì hết. Cút! Em, mà anh công nhận kế hoạch của má đỉnh thiệt á, giúp con sáng mắt ra. Con hứa với má là từ nay con sẽ yêu thương Quyên nhiều hơn, không có giấu giếm chuyện gì luôn. Hứa được thì phải làm cho được. Có như vậy thì má mới yên tâm giao Quyên cho con. Yeah. Bây giờ đi về nhà đi chứ, còn chuẩn bị đám cưới nữa. Đi. Ê, bỏ nhà mày.
Cái gì? Sao? Tại sao mày thay đổi? Mày trả lời tao đi. Hả? Tao mày nói ơi. Mày nói đi. Tao chưa kịp nói đâu mày. Mày trả lời tao đi. Mày nói đi. Trời ơi. Trời ơi, lẹ nữa lên. Thằng chồng tôi đánh tôi. Trời ơi. Trời ơi, thằng Sám ơi, thằng chồng tôi đánh tôi nè. Trời ơi. Mày đánh tao rồi. Thì có. Đánh tao. Mày đánh tao. Trời ơi. Thằng chồng, bữa nay mày gan lắm. Mày dám, mày tới số mày rồi mày dám số tao hả? Mày đâu rồi? Hả? À. Mày ngon mày lên đây. Mày thách tao hả? Mày xuống đây. Mày lên đây, mày ngon mà. Mày ngon. Lên đây, lên đây. Lên đây. Đúng không? Nè. Cái gì vậy? Cái thằng kia. Mày làm cái gì mày đu như con khỉ vậy? Đi xuống đây. Bà giữ nó lại đi. Nó xuống nó quýnh con đó. Bà giữ nó lại. Con. Cái gì vậy? Hai vợ chồng cái đứa này. Mày liệu xuống cho đàng hoàng coi. Tụi bay chưa đám cưới được một tháng nữa mà ngày nào cũng quýnh lộn chửi lộn hả? 80 bận. Muốn tao tăng sông máu tao chết hay gì? Hả? Thôi trời đất ơi, hai đứa mày đánh đâu nãy giờ nghe tao thôi. Giả cho có mặt bây giờ. Cái gì về nhà nói chuyện chứ gì đâu mà ra ngoài đường mà quýnh lộn sùm với con. Thôi rồi. Hai đứa bay làm ơn đi về nhà giùm tao một cái. Tao xấu hổ quá rồi. Đi về nhà hết cho tao. Đi về nhà rồi muốn xử gì xử. Nhanh lên. Bà giữ nó lại. Mày đi về. Nè. Trời ơi là trời. Hai cái đứa này. Trời ơi chị Thảo ơi, tôi khổ tâm quá thiệt á. Cái gì mà giữ thần vậy anh Tư? Gì mà bữa nay hai đứa nó dắt nhau ra ngoài đường quýnh lộn luôn. Trời ơi nói nào ngay. Tôi cưới con bé này á cho thằng con của tôi. Mà lúc trước á tụi nó mới yêu đương hẹn hò á. Con bé này tụi nó trang điểm đẹp lắm. Ngày nào nó cũng trang điểm lộng lẫy hết trơn á. Cho nên thằng con tụi nó mê. Thì đó. Cho đến cái hôm tân hôn. Sau cái đêm tân hôn á là tụi nó vô phòng. Con nhỏ này tao nói là nó tháo ra 18 lớp phấn. Cho nên thằng con tôi nó mới tá quả ra. Nó la đồng đồng lên. Nó nói là con vợ của nó lừa nó. Con vợ nó thì khóc ngủ ở trong phòng. Còn nó đi ra ngoài. Đó chị coi mà hụt hạt với nhau á cả tháng trời rồi đó. Khổ sở ghê chưa. Thì ngay từ đầu nó để cái mặt mộc nó ngay từ đầu đi. Chừng con tôi nó đâu có sợ. Đó bây giờ nó tự nhiên giống như là nó nói là nó bị cú lừa vậy đó. Trời ơi tôi khổ quá trời khổ. À mà thôi. Chị á cũng phải coi chừng. Chứ không là có giống nhà tôi á. Ủa, giống nhà anh là sao anh Tử? Thì thằng Quân con chị á, nó có bạn gái sắp cưới rồi đúng không? Ừ. Thì tôi không có nói nhiều, tôi nói vậy thôi. Chị phải tự hiểu chứ đúng không? Coi chừng nha. Thôi tôi đi về. Mà chắc mình phải coi chừng thiệt. Mà dạ. Xin lỗi. Ủa gì kỳ má. Con dắt bạn gái mới về mà má tạt nước sao vậy? Tại bữa nay trời hầm quá à. Bác tính tạt miếng nước cho nó đỡ nóng. Ai dè con tới. Thôi để bao. Bác đưa con tự là. Chắc là con xin phép bác là con về nhà con thay đồ. Không, thôi con về nhà chị cho mất công. Con lên phòng bác đi. Quần áo của bác rộng á, chắc con bận vừa á. Đi lên phòng bác thay đồ. Nghe này má đi. Chứ không thôi là bị trúng nước bị cảm đó. Đúng rồi đó con, đi. Ờ, nhưng mà ý con là... Thôi mà, ý gì không biết nữa. Bộ con giận bác hả? Bác xin lỗi mà. Bây giờ con cho bác có thể giúp con coi như là bác chuộc lỗi đi nha con. Nha, đi, đi lên phòng với bác, đi. Bác ơi, con tự nhiên nhớ thấy đồ rồi. Không có sao đâu mà. Đồ đó con vô con thay đồ rửa mặt đi. Rồi xuống ăn cơm với bác. Dạ bác ơi, bác có kem nền cho con xin miếng. Kem nền hả? Ừ, bác có. Nhưng mà thôi, mình người nhà không à. Kem với phấn chi con. Rửa mặt lau mặt là xuống ăn cơm được rồi. Không cần làm gì hết trơn á. Coi kìa mặt mày ướt nhẹp tèm lem hết trơn à. Để bác lau giùm. Thôi bác ơi, để con tự lau được rồi. Bác có kem nền, bác đem cho con mượn xíu nha bác. Chết rồi. Giờ mặt tay quầy rồi. Rửa chắc là lỗ. Mà không rửa thì không được tìm lấy mà. Thôi kệ, chắc chắn trong phòng bác cũng có kem chống ướt điểm nè. Có gì mình lén lấy xài rồi. Chu choa. Bữa nay mới thấy mặt mộc của con đó nha. Nè này. Cái gì mà che?
mất cỡ. Nè, bữa nay á mà không có thấy rõ cái mặt mộc của con á là con không có được đi đâu hết trơn nghe chưa. Đây, đi xuống đây với bác. Quân ơi, Quân, con ở đâu rồi Quân? Con dưới đây nè. Gì mà ôm sùm vậy má? Đi, đi xuống đây với bác. Nè, có gì đâu thì hả má thay đồ chân linh rồi hả, rửa mặt rửa mày gọn gàng sạch sẽ rồi đó, má dắt nó xuống để coi, con nhìn thử coi bữa nay nó có gì khác không, mặt mày nó có gì lạ không. Quân, Quân, hồi có nghe má nói gì không, sao người em ru vậy không trả lời má? Ủa sao mặt linh sao con? Dễ thương quá nè. Trời ơi, bây giờ mới chịu chút bỏ lớp trang điểm đó hả? Ừ, trả lời vậy nghe còn được à. Chứ má tưởng đâu á, con thấy mặt mộc của con Linh á rồi con chê bai nó. Mà má nói thiệt nha, má không có để yên cho con đâu à. Má ơi, má làm như là con chưa bao giờ thấy mặt mộc của Linh vậy. Con biết từ lâu rồi má. Ra là tại vì con tự ti á, con gặp bác con sợ bác không ưng con thôi chứ. Gặp Linh con cũng để mặt này không à. Linh nè, bác nói cho con nghe, bác đâu có phải coi trọng cái nhan sắc bề ngoài, quan trọng á là cái tư cách của con người kìa. Chứ bác nói thiệt với con, nãy giờ bác cũng tính thử một Quân á. Chứ nếu mà nó đối xử với con á, mà nó thấy mặt con như vậy rồi nó chê bai, là bác nói thiệt, bác xử không đẹp á là không ăn tiền. Vậy là má đánh giá hơi thấp con rồi đó. Chứ con biết lựa người yêu cũng cơ la lắm bác. Thôi, bác nói nha nghe vậy nè, mai mốt á mình là người nhà rồi, đừng có phải đặt trang điểm chi trơn trọi á. Con cứ để mặt vậy nè, tới đây chơi vậy, vậy là bác vui rồi. Con không có trang điểm, nhìn con riêng hiểu dễ thương hơn nữa. Bác ưng dữ lắm á. Ủa, nhà má nói chưa? Vậy là mai mốt qua đây chơi á, khỏi không trang điểm gì hết. Anh thích là anh thích cái mặt mộc nè. Thiệt không đó? Thiệt mà. Thôi nè nè, được rồi, vậy là được rồi. Giờ hai đứa ăn trái cây cho vui nè con. Nè, bà ăn đi con. Cảm ơn bác. Dạ. Ai cũng mời má. Má cảm ơn.